sao em thử quá. Thích trong cái bẩn hả? Rồi. Game over. Những gì vừa diễn ra chính là khung cảnh quen thuộc hàng ngày nơi tôi sinh sống. Trò chơi hoa dâm bụt nở chắc hẳn không còn quá xa lạ với giới trẻ chúng ta bởi độ hot của bộ phim Squid Game cũng như sự tương đồng trong luật chơi với trò ngó ngoảnh của Việt Nam. Bây giờ đi về trước ngõ mà cứ nghe rộn ràng những âm thanh tiếng trò chơi hoa dâm bụt. Ủa, vậy còn trò ngó ngoảnh của tôi đâu? Ngày xưa, ở cái tuổi này, rủ nhau ra bãi đất trống vẽ ô vuông, rồi lay hoay tìm sỏi thật nhiều để chơi ô ăn quan. Rủ hết đám bạn trong xóm chơi ngó ngoảnh, càng đông càng vui, hay len lỏi khắp nơi để trốn tìm thật kỹ. Bây giờ chỉ nghe thấy câu hát tiếng Hàn, chả ai hiểu nghĩa, nhìn mà thấy nao nao trong lòng lo lắng. Tôi có hỏi một em bé rằng, tại sao em lại biết đến trò chơi hoa dâm bụt? Và đây là câu trả lời tôi nhận được. YouTube có nhiều hoạt hình cho chữ con mực. Em biết trên YouTube. Trên YouTube. Qua TV. Thì ra ở Internet, rất nhiều các nội dung không phù hợp với trẻ được biến tấu một cách ngây thơ hóa và thu hút, khiến các bé tiếp nhận bắt chước theo một cách dễ dàng. Vậy phụ huynh đang ở đâu và làm gì khi các con của mình xem những nội dung trên? Ví dụ như lúc mà thì có những cái công việc nhà, ví dụ như là thì dọn dẹp nhà cửa, hoặc là những lúc mà thì cần những khoảng không gian yên tĩnh để thì làm việc mà không phải sự náo động của các bạn nhỏ thì sao sẽ cho các bạn sử dụng máy điện thoại. Lúc mà bé ngoan ấy, chị thường là ví dụ như bé trong một buổi ăn, bé ăn rất nhanh, rất ngoan. Thì chị sẽ nói là con ăn xong hết rồi, tí nữa mẹ cho xem TV hoặc là điện thoại tí. Các bạn ạ, sự thờ ơ của những bậc làm cha làm mẹ đã tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung không phù hợp len lỏi vào đời sống của con trẻ. Phải công nhận rằng mạng xã hội là của chung, nhưng không phải ai cũng để ý rằng Facebook và TikTok chỉ dành cho người trên 12 tuổi. Ngay cả YouTube cũng có chế độ riêng YouTube Kids dành cho trẻ em. Nhưng bao nhiêu phụ huynh biết và sử dụng đến tính năng này? Chị thì biết nhưng mà chị không sử dụng ấy. Tại vì thường thì chị đưa máy cho bé là chị nghe thôi, nhưng mà chị chưa hiểu sâu về cái em vừa nói đâu. Rồi sự thờ ơ này sẽ đi đến đâu? Hiện tượng mới nổi trong giới trẻ gần đây thu hút sự quan tâm. Tranh cãi dữ dội về việc đi Sapa mà mặc trang phục Trung Quốc để chụp ảnh, trái với ý kiến chụp cho đẹp có sao. Rất nhiều người phản đối cách mặc đồ chụp ảnh này bởi các lý do dưới đây. Khoan, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu 20 năm, 30 năm nữa tình trạng này sẽ không còn ai phản đối. Để các bạn nhỏ liên tục bắt chước theo những trò chơi trên phim ảnh, mạng xã hội một cách vô tội vạ, thì rất có thể trong tương lai, những sự việc như trên sẽ không còn là một vấn đề gây tranh cãi, mà là chuyện hiển nhiên. Các bạn nhỏ bây giờ là thế hệ trẻ mai sau sẽ dần quên lãng đi những trò chơi như ngó ngoảnh, banh đũa, ô ăn quan. Nghiêm trọng hơn, cả một thế hệ mới sẽ trở thành người Việt nhưng là con lai văn hóa. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng dường như trẻ em bây giờ không còn chơi những trò chơi như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bắn bi cùng rất nhiều trò chơi dân gian khác là những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, không kém phần hấp dẫn và thú vị. Đây là một hồi chuông nhắc nhở những phụ huynh cần trở nên có trách nhiệm hơn với con cái, với văn hóa dân tộc. Chúng ta, thế hệ Gen Z, hãy cùng hướng dẫn và tham gia với các bạn nhỏ những trò chơi thuở bé của mình. Vì chính chúng ta cũng có những ký ức vui vẻ khi được chơi những trò chơi đó, đúng không? Hãy cùng nhau tạo dựng một cộng đồng truyền thông về những trò chơi truyền thống để có thể bảo tồn bản sắc riêng của người Việt. Hãy giúp thế hệ măng non của chúng ta có một tuổi thơ ngập tràn niềm hạnh phúc và tự hào với chính nét đẹp văn hóa người Việt.